Thưa quý vị, trước tâm lý ngại kẹt xe, ngắn khói bụi, nhiều người đã chọn những vườn cây ăn trái hay vườn sinh thái làm điểm vui chơi thư giãn, trải nghiệm vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại một vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Phú Tân. Những ngày qua, cùng với niềm vui rộn ràng vào thu hoạch vụ bưởi Tết, gia đình ông Nguyễn Phú Hộ và Huỳnh Ngọc Bảy ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân đón tiếp khá nhiều người dân đến vui chơi, chụp ảnh và trải nghiệm vườn bưởi trĩu quả của mình trước và trong những ngày Tết. Qua 7 năm vung trồng, 700 gốc bưởi da xanh đã hội đủ điều kiện làm du lịch sinh thái tại vườn, nên năm nay chủ vườn quyết định không bán cho thương lái mà thí điểm đón khách tham quan, chụp ảnh, tổ chức liên hoan và trải nghiệm tự mình thu hoạch. Du khách đến đây thì nó có một cái hoạt động nổi bật mà mong muốn đó, tức là cho du khách là trải nghiệm cái hoạt động là tự chọn quả bưởi mà mình thích và tự tay cắt là cái quả bưởi đó để mang về. Đó là cái hoạt động, là cái điểm nhấn của cái ý tưởng của vườn bưởi Phú Hộ này. Và ngoài ra thì thông qua cái hoạt động đó thì mình cũng mở cái gian hàng để buôn bán là các cái sản phẩm, rồi kết hợp với là các cái món là ẩm thực là gắn tới cái quả bưởi da xanh, là chẳng hạn như là gỏi bưởi tôm hoặc là nước ép từ quả bưởi đó, thì đó là các cái hoạt động mà sẽ hướng đến để phục vụ du khách trong cái dịp xuân này. Vườn bưởi Phú Hộ chính thức mở cửa hoạt động từ những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão đến ngày mùng 9 và vào cổng miễn phí. Mô hình dù khá mới mẻ nhưng đã thu hút được khá nhiều du khách lân cận tìm đến tham quan và tự tay lựa chọn những quả bưởi ưng ý nhất để chụp ảnh, thưởng thức hương vị cây trái miệt vườn cùng người thân bạn bè giữa không gian tươi mát. Tránh xa những ồn ào, khói bụi, quả là một trải nghiệm tuyệt vời được nhiều người chọn lựa trong kỳ nghỉ Tết. Thì thường thường ngày Tết đó, mọi người hay đi check-in vườn hoa, chụp ảnh các kiểu. Tuy nhiên mình thấy check-in tại vườn bưởi là một cái trải nghiệm mới cũng thật là thú vị. Bởi vì khi mà mình vô đây, ngoài cái việc mà mình tham quan vườn, một cái khu vườn diện tích khá là rộng, với bưởi thiệt là nhiều, rất là trĩu quả, nhìn rất là thích mắt, mà mình còn được tận tay cắt, được lựa chọn và cắt những cái trái bưởi theo cái ý thích của mình. Mình sẽ lựa cái kích thước vừa với cái chỗ mình trưng ở nhà chẳng hạn. Và ngoài ra thì mình cũng có thể tham gia những cái hoạt động tại vườn. Sản lượng của vườn hiện tại thì nằm trong khoảng tầm khoảng 12 đến 15 tấn để phục vụ du khách. Giá cả thì cơ bản là nó thấp hơn so với giá thị trường bán lẻ ở bên ngoài. Tuy nhiên thì đối với người tiêu dùng thì cũng có thể là chọn được là cái quả bưởi là ưng ý mà với một cái giá mà thích hợp. Dù chỉ mới thí điểm mô hình du lịch sinh thái năm đầu tiên, nhưng chủ vườn bưởi Phú Hộ nhận thấy tín hiệu rất khả quan, từ đó rút kinh nghiệm trong việc đầu tư để mô hình ngày càng thu hút, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của du khách vào những dịp lễ Tết trong năm.